phải chờ cái thẻ nhân viên cho lên tàu là mình sẽ có cái thẻ này. Thẻ này là mang đơn số hộ chiếu rồi ngày sinh rồi ngày lên tàu đầy đủ hết, có hành luôn. Bây giờ mình đưa cho họ. Thank you. Oh, take a photo. Photo? Look at that. Yeah. Đi mua giặt đồ. Ah, sorry. It's okay? Yeah, it's okay for you? No. Handsome. Thank you. Already check out? Yeah, already know. Thank you, sir. I'm here for you, though. Thank you, sir. Can I help you? Look at that, yeah. Okay. Yeah. See. Okay, slowly. Yeah. Right. Wait. Oh, tranquilo. Gracias. Nada. Buen día. Pasa lungo, por favor. Pasa lungo. Oh. Atenso. Okay. Abrazo. Vaya. Good. Opa. Nada. Xin chào mọi người, mình là Linh nè. Thì hôm nay mình ghé một cái cảnh rất là xinh đẹp ở Brazil, nằm ở phía đông nam của Sao Paulo. Thì cái cảng này có tên là Ubatuba, tên khó nhớ quá. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình đi ghé thăm cái cảng này nha. Đó, đây là cái tender của mình bây giờ hả? Rồi, bây giờ mình tới rồi đó. What's the name is it this sport? What's the name is it this sport? Ubatuba. Hard to remember. Ubatuba, Ubatura sport. Ubatuba. Chú cho mà ơi, cái tên cho mình nói lẹo lưỡi luôn. Hi, hello. Còn cái bảng này á mọi người, nó rất là quan trọng nha. Giống như mỗi lần mà thủy thủ hay là hành khách mà ra khỏi tàu á, thì phải nhìn cái bảng này nè. Tại vì nó có ghi cái giờ mình quay lại. Đó. Nên á, mình mà đi trễ qua cái giờ này là tàu nó bỏ mình luôn á. Con tàu nhỏ màu vàng này sẽ là con tàu cứu sinh trong cái trường hợp khẩn cấp. Thấy nhỏ vậy thôi nhưng mà sức chứa của nó là 150 người đó. Đây còn có mấy cái sọt mà người ta đan thủ công nữa này. Nhìn cũng không thua Việt Nam mình. Mấy cái hàng thủ công bằng lông chim.
Thì ở Brazil thường nổi tiếng về bên các loại chim vẹt, chim két đó, nó cũng có màu sắc rực rỡ. Quốc gia thì có một cái đồ thủ công mỹ nghệ nó khác nhau, có cái đặc biệt nó khác nhau. Thì ở Brazil cũng vậy. Đứng từ đây mình có thể thấy được cái con tàu từ xa kìa. Nó đang đậu bên ngoài vậy đó. Tại vì bên trong này nó cạn nên tàu nó vô không có được. Đây là cái nhà hàng bãi biển. Thì mọi người có thấy những chiếc xe nó đậu bên đường đó không? Đó là không phải bị kẹt xe đâu, mà cái chỗ đó là chỗ đậu xe đó, một cái lề đường dành riêng cho đậu xe hơi không á. Đó. Và bên trong thì có một cái làn đường nhỏ cho đi xe đạp, xe hơi đi bên dưới. Thì cái bờ biển ở đây nó hơi cạn, nên thậm chí cái tàu nhỏ nó cũng không có vô được trong á, mà muốn ra ngoài tàu nhỏ đó, giống như mấy cái người kia đang ngồi trên cái phao đó thì phải ngồi lên cái phao rồi mới đưa ra cái tàu nhỏ mới lên tàu. Thì mình nói thật cho mình cũng xin nói trước, tại vì cái vùng biển ở nước ngoài á và ở Việt Nam nó khác nhau đó, tại vì á, cái người Việt mình thì mặc đi tắm thì mặc áo quần thì mọi người biết rồi, kín mít nè, nhưng mà người nước ngoài mặc nó thoải mái lắm. Đối với mình nhìn ngoài thì thấy cũng bình thường, nhưng mà những cái người mà xem cái video này nè đó thì thấy người ta mặc mát mẻ quá thì cũng đừng có bình luận nhiều, tại vì cái đây là văn hóa của họ, nói chung thì nhìn cần đẹp hơn có gì đâu đó, chúng cần chẳng có cái ý nghĩa gọi là giống như cái gì ta, khoe khoang cái gì đó, cái dành cho cái lứa tuổi mới lớn đó, người ta nhìn vô người ta phát hiện. Giờ là đi bộ dọc cái bãi biển cũng xa lắm đó, chắc cũng 3-4 cây số rồi quanh bờ biển đó, nói chung thì cũng hơi mỏi chân chắc xíu cũng phải quay lại. Hôm qua mới lên tàu mình mới ra, người ta mới hỏi nữa, trời ơi mày mới lên tàu hôm qua mà mày mới qua đây sao mà giờ mày sung mày đi chơi quá vậy. Nhưng mà đúng là mình cũng cảm giác khỏe chứ còn chẳng có mệt gì hết trơn á, giống như đi ra ngoài cái đam mê vậy đó. Cái cảng này 4 năm trước có đi lần rồi, nhưng mà cái lúc đó thì cũng chẳng có nhớ đâu, thằng mệt quá, lúc đó chắc mệt quá cũng ở trên tàu không ra chút xíu rồi đi vô liền chứ không có tâm trạng như bây giờ. Thì bây giờ là 11:30 buổi trưa, thì khoảng 3:30 mình phải quay lại, mình làm vô ca làm rồi, thì làm tới
khoảng 12 giờ đêm tới 1 giờ đêm luôn á. Nên chút xíu phải tranh thủ quay lại đi ngủ, ngủ cho lại sức, không có ngủ là không có nổi đâu. Đi xuống bãi biển luôn, đi vào vòng vòng dưới bãi biển luôn. Rồi, ở đây có nhiều chim hải âu quá ta. Đúng rồi, đây là chim hải âu. Mà chim bên này nó dạng, nó không biết chim Brazil nó có dạng hơn châu Âu không chứ. Ở châu Âu mà mình đứng trên cái bờ biển á, đứng trên tàu mà đưa cái bánh mì là nó tới nó cắn à. Đó. Còn, à, chim ở đây cũng dạng quá. Ồ, hình như có chim gì đen thui vậy. Không phải quạ. Để coi. Hả? Con chim gì ta? Xin lỗi nhà mình kiến thức kém quá, nên không biết chim này chim gì ta. Đồ nó có bay không? Giống như con chim trĩ vậy. Con chó. Chó dữ vậy, làm gì ghê vậy. Đừng có sợ mấy con. Tao đâu thật tụi bay đâu mà tụi bay thấy tao sợ vậy. Hả? Thì đây là các cái thuyền đánh cá của ngư dân đó này. Thuyền này là đúc từ cái thân gỗ này. Mới đầu có tưởng là bằng sắt không á, nhưng mà không phải, bằng gỗ. À, nhìn giống như sắt không? Thì ra đây cũng gặp nhiều người quen, cũng là toàn là thủy thủ làm chung trên tàu không ạ, thì đa số là từ Philippines. Cái con tàu mình đang đi này nó tàu Fascinosa, Costa Fascinosa. Ngày xưa mình đi lần này cũng được một người Việt nè, nhưng bây giờ thì chẳng có người nào hết, chắc một mình thôi. Còn có một cái chị gì ở bên bên Cúc á mà chưa có gặp mặt. Nghe nói cũng làm nhà chức cao cũng first. Ở đây cũng có cái khu vui chơi cho con nít nữa. Nhìn thấy nó cũng đơn giản làm bằng gỗ hết, nhưng mà rất là đẹp. Làm chưa từ bãi biển xa quá. Đây hoài mà không tới nơi. Thì ở Brazil có một cái nghệ thuật, đó là nghệ thuật vẽ trên tường đó bạn. Tuy cất nhà, người ta vẽ trên nhà đồ nhiều lắm, giống như bây giờ nè, trên cái bờ kè vậy thôi. Nhưng mà người ta cũng vẽ những cái hình chữ này chữ kia nữa, rất là đẹp. Đó. Oh! Obrigado, hã? Tira mais perto lá depois. Bela! Những cái chương trình quảng cáo ở bên này nó làm cũng hay lắm. Tức đó, giống như những chiếc xe, chiếc máy bay đó không? Nó kéo một cái băng rôn nó bay giữa vậy đó, thì người ta có thể nhìn thấy được. Đó, quảng cáo vậy cũng hay, quảng cáo bằng máy bay. Có ai đọc được cái bản này thì dịch dùm mình coi có viết cái gì không? Chắc có viết gì cái ông này nè. Đó, mình còn chẳng có hiểu cái gì hết trơn. Tiếng Brazil là cái ông. Đây là tượng của ổng. À, nhìn cũng đẹp trai giống mình. Ôi, tự nhiên đau chân quá trời luôn. Trời ơi, mang dép chạy hết trơn rồi. Trời, cái dép này nó mới. Thôi khỏi, đi trên đất luôn.
Bây giờ mình giống dinh bệnh sư đó. Dẹp đi trên đất. Đất. Bây giờ mình quay lại thôi. Bây giờ là 12:30. Đó, cũng đi cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình quay lại ngủ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi nữa để có sức. Vậy là ngủ tới 3 giờ. Ngủ tới 3 giờ. Tại vì 3 giờ là cái nhà hàng nó đóng cửa, nên mình đi trước 3 giờ đi, 3 giờ kém 5 thì lên đi ăn là vừa. Đi ăn xong tới 3:30 là lên nhà hàng để mà report. Quanto è profitto da c'era quando al torneo? Quando sì, la tenere che sta venendo. Thì chỗ này cạn á, thuyền nó lên không có được nên người ta phải kéo lên trên bờ luôn, kéo lên trên bờ luôn vậy đó. Không nhìn ở đây á, mấy cây bàng cái trái nó bự ghê luôn á. Tại vì cây mấy cây này nó cổ thụ rồi đó, nhìn đẹp quá. Nó không những là cây bàng không đâu, có những cái cây dây leo nó mọc leo sống trên cây bàng. Hello. So nice. Oh, người ta xây mấy cái nhà ở trên đỉnh núi đẹp. Thấy rồi đó. Bây giờ quay lại tuyền thôi.